Giải mã giấc mơ, mơ thấy cây lúa là điềm báo gì lành hay dữ và những con số liên quan. Theo quan niệm của các cụ ngày xưa, lúa gạo chính là cây lương thực của con người. Nếu bạn nằm mơ thấy cây lúa, gạo thường sẽ là giấc mơ may mắn. Vì thế, bạn có thể tham khảo theo video các trường hợp khác liên quan đến cây lúa dưới đây. Mơ thấy cây lúa chín. Giấc chiêm bao này muốn ám chỉ con đường tài lộc của bạn đang càng ngày phát triển. Công việc cũng đang dần có những chuyển biến tốt. Nằm mơ thấy đi cấy lúa, lúa dưới ruộng, rộng lớn mênh mông, chúc mừng bạn, sắp tới sẽ có tiền tài nhiều. Tuy nhiên, nếu mơ thấy đi cấy lúa với đàn ông thì nên cẩn thận, có kẻ tiểu nhân đang tính hại bạn. Còn nếu đi cấy lúa với phụ nữ, báo hiệu gia đình bạn sắp có chuyện vui. Mơ thấy cánh đồng lúa chín vàng, giấc mơ này muốn ám chỉ bạn sẽ gặp may mắn cũng như sẽ đạt được nhiều thành công trong thời gian sắp tới. Bởi thế bạn cần chuẩn bị tinh thần nhằm đón chờ mọi điều tốt đẹp đến với mình. Mơ thấy bông lúa chín, giấc mơ này muốn ám chỉ mọi dự định trên thực tế của bạn sẽ được hoàn toàn, đặc biệt sẽ không gặp phải quá nhiều khó khăn hoặc thử thách. Mơ thấy cây lúa chín, giấc chiêm bao này muốn lo nhắc nhở bạn cần cách nắm bắt thời cơ nhằm phát triển tối đa lợi thế một cách tốt nhất. Ngủ mơ thấy tuốt lúa, hãy vui vẻ lên nếu bạn là người sở hữu những giấc mơ này nhé, bởi công việc của bạn đang rất thuận lợi đấy. Nằm mơ thấy cánh đồng lúa chín, giấc mơ này muốn ám chỉ mọi ước nguyện của bạn đang dần trở nên thành hiện thực. Mơ thấy ôm lúa chín, giấc mơ muốn nói rằng thời gian tới bạn và gia đình bạn sẽ có chuyện hỷ sự rất tốt. Chiêm bao thấy vác lúa. Vác lúa là một hành động khá nặng nhọc, vất vả nên nếu bạn sở hữu giấc mơ này, có thể bạn đang phải chịu áp lực từ cuộc sống, đặc biệt là vấn đề tiền nong. Hãy cởi mở suy nghĩ và lạc quan lên, đừng đặt gánh nặng quá nhiều lên bản thân. Mơ thấy gặt lúa chín vàng, giấc mơ này cho biết việc làm ăn buôn bán của bạn ngày càng phát triển, tương lai sẽ mở rộng thêm nhiều cơ sở. Chiêm bao thấy gánh lúa, giấc mơ này không được tốt cho lắm. Nó đang báo hiệu cho bạn cần cẩn thận cất giữ tài sản của mình để tránh bị mất cắp. Mơ thấy mình đang bó lúa chín, giấc mơ này muốn ám chỉ bạn đang nỗ lực hết mình nhằm đạt được thành quả. Do đó hãy cố gắng nhằm đạt được những điều mà mình muốn. Mơ thấy lúa chín đầy sân, giấc mơ này ám chỉ bạn đang cố gắng tập trung dự án nào đó, tuy nhiên mọi chuyện sẽ thành như bạn mong muốn. Mơ thấy người khác cấy lúa, hãy cẩn thận hơn khi quyết định bất kỳ một việc gì là điềm báo với những ai sở hữu giấc mơ này. Nằm mơ thấy người khác gặt lúa. Nếu nằm mơ thấy người khác hoặc ai đó đang thu hoạch lúa, ngụ ý rằng công việc kinh doanh của bạn sẽ ngày càng phát đạt trong thời gian sắp tới. Ngủ mơ thấy trâu ăn lúa, nghĩa là sắp tới bạn sẽ được đi du lịch đến nơi một nơi xa. Mơ thấy cây lúa chỗ bông, giấc mơ này báo hiệu sắp tới bạn sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp, đặc biệt con đường tài lộc đến cản không kịp. Mơ thấy cánh đồng lúa chín liên quan đến con số gì? Mơ thấy cây lúa 72, 71. Mơ thấy mình đi cấy lúa 56, 85. Mơ thấy cây lúa bị hỏng 75, 95. Mơ thấy người khác cấy lúa 23, 88. Chiêm bao thấy mình và người khác cấy lúa 65. Chiêm bao thấy mình được tặng cây lúa 81, 83. Chiêm bao thấy cây lúa chín 59, 56. Chiêm bao thấy cánh đồng lúa 05, 90. Nằm mơ thấy mình ăn trộm lúa 15, 75. Nằm mơ thấy người khác ăn trộm lúa 80, 42. Nằm mơ thấy cây lúa xanh số 10, 4, 62. Nằm mơ thấy cây lúa chín đỏ 64. Ngủ mơ thấy mình phá cây lúa 54, 74. Ngủ mơ thấy cào cào tàn phá lúa 33, 59. Ngủ mơ thấy trẻ con phá lúa 90, 59. Ngủ mơ thấy cây lúa khổng lồ 25, 38. Chiêm bao thấy con bò ăn lúa 33, 40. Chiêm bao thấy cây lúa màu vàng 61, 67. Chiêm bao thấy cây lúa bị sâu 45, 89. Mơ thấy cánh đồng lúa bao la 79, 33. Mơ thấy mình đi mua lúa 92. Mơ thấy mình đi bán lúa 37. Mơ thấy mình và người khác
đi mua lúa số 13. Thông tin vừa rồi chỉ mang tính chất tham khảo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong giải mã giấc mơ tiếp theo.